Đó, bây giờ đúng là chị Tư Cẩm Ly dân giả chất phát của em. Cảm ơn các bạn gặt lúa mùa này của chúng ta bội thu quá nha. Rồi, mấy đứa bé nó ra nó giới thiệu lúa nhà nó. Mà, trời ơi, chị thấy không? Nó đầu tư Lý Mười Thương, em nhà em, mà nó mặc cái bộ đồ Lý Mười Thương của Huế. Nhà nó cầm cây quạt tím ra nữa, trong khi mình hát Lý Mười Thương miền Tây. Mà quý vị thấy không? Chị Tư nhà em hát mấy cái bài dân ca, đặc biệt là bài nào mà chị hát rồi nó ra đúng cái chất của Cẩm Ly luôn. Ví dụ như là chị Hai Lúa. Thím Hai. À, ví dụ như bài Thím Hai Lúa. Đó, nghe cái là ghiền liền. Chưa kể là cái bài Dợn Đậu. Dợn Đậu đúng không? Dạ. Yeah. Mà bây giờ ra đây, em nhà em nó nói nãy giờ nó đếm mãi, chưa đủ 10 thương đó. Đúng rồi. Sao? Chị Tư có thể kể lại cho em nghe để em đếm lại 10 cái thương đó để cho lần sau em nhớ, em đừng có bị lộn nữa được không chị Tư? Nó về nó ghi vô như bản cụ chương nó, xong nó đọc tới đọc lui, xong mốt nó về nó luyện cái 10 thương đó, nó xuống miền Tây lấy vợ. Vậy hả? Dạ. Yeah. Hôm nay lên chuyến xe đò đi xuống miền Tây, ngọt ngào dòng phù sa hai mùa mưa nắng mà thương. Chưa có. Hai đó. Hai mùa thôi. Đây mùa tôm cá linh, ghe xuồng về vui khắp nơi. Đó, đó mùa tôm cá linh. Đó là một rồi. Một rồi. Hai càng thương biết bao, cánh diều ký ức tuổi thơ. Đúng rồi, ai cũng cánh diều. Ba thương. Con gái dịu dàng với áo bà ba. Đấy, bà thương. Bốn. Lời thật thà mà sao đau lòng anh lắm nàng ơi. Em sợ tía má em la rầy, không biết tính sao nữa nè. Đúng rồi, con gái miền Tây lại thật thà, đáng đúng yêu, rồi. Chất phát. Rồi, cái thứ năm. Ủa tự nhiên nó nói nghe cái không biết nghe ba la rầy quên mất rồi. Em sợ tía má em sợ mà tía má em la rầy không biết tính sao. Điên điển lên bông vàng, tình chàng ý thiếp chờ mong. Bốn nhớ với năm thương. Bốn nhớ năm thương. Bốn nhớ với năm thương gì quên ta. Mới hát xong nhắc, thời nhắc, quên. Nhắc. Bốn nhớ với năm thương. Bốn nhớ với năm thương tóc dài lòng ngẩn ngơ. Nón la gón sen nghiêng. nói chung là bốn nhớ đi. Bốn nhớ là năm thương. Tóc dài lòng ngẩn ngơ. Rồi sáu nhớ bảy tương tư, tiếng đàn ai nỉ non. Rồi tám nhớ. Tại nó hát không được, nó cho lộn lắm hết trơn à. Hát từ đầu nó hát những rường, không có hát nhắc lắm. Nhắc bài, bỏ điện thoại xuống, nhắc bài xuống liền. Hả? Tám nhớ món canh chua cá đồng bồn bồn tươi đó. Chính nhớ cục hoàng ca tiên đàn ai. Phải sai rồi, tiếng chài gian khắp nơi. Chính nhớ cục hoàng ca tiếng chài gian khắp nơi. Qua đi từng hỏi sai rồi. Nhắc thì nhắc luôn, nhắc nửa đường quá à. Ghét. Đại Migo hết bình. Nói đi đó Đinh Đại. Tám là gì, chín là gì, mười là gì? Tám nhớ món canh chua cá đồng bồn bồn tươi, khói xám trắng cơn trắng mưa, lúa vàng đầy bờ đê. Chính nhớ khúc hoàng ca tiếng chài gian khắp nơi. Đêm nay ánh trăng cao xuống đình xem hát bội. Thương em bởi câu hò là 10 nét đẹp miền Tây. Trời ơi. Mà quý vị có thấy không? Cái 10 thương nó từ cái con người nè, cho đến cái món ăn nè, cho đến cái mái tóc, cho đến cả những cái gọi là cái làn điệu, câu hát nữa đúng không ạ? Tiếng chài, cái cảm thôi. Ông biết là ông xã của chị, nhạc sĩ Minh Vi, ông quan sát tinh tế như vậy, chắc ông cũng đi hết là tất cả các tỉnh miền Tây rồi đúng không? Cho nên ông mới viết được cái bài mà nó hay đến như vậy. Thực ra thì các tỉnh miền Tây thì tại vì từ Bắc ra Nam thì Như Ly đi hết rồi. Đi hết luôn rồi từ đúng đầu, không? Từ đầu đất nước cho tới cuối đất nước luôn. Móng Cái hay là Lạng Sơn hay là... Nói chung là như là chỗ nào cũng đi hết rồi. Chỗ nào cũng đi hết rồi. Đó cho nên đó là cái chất liệu phong phú. Năm căn rồi thì cái Móng Cái đi hết rồi cho nên là... Nhưng mà nói gì thì nói là thưa quý vị, nếu như chúng ta đã rất là yêu thích ca khúc là Lý Mười Thương mang âm hưởng với những cái mười thương của Huế, thì chúng tôi tin chắc và cũng như là hy vọng rằng những gì gần gũi và mộc mạc nhất của người miền Tây qua ca khúc Mười Thương miền Tây này sẽ được quý vị khán giả đón nhận rất là nhiệt tình. Lần sau mà em đầu tư cho kỹ, em ra là chị nhớ hát Mười Thương miền Tây, lúc đó chị đừng có hát Mười Thương qua miền Bắc hay miền Trung là chết em nữa nha chị Tư. Nhưng mà nó thèm á, thôi hy vọng là một ngày nào đó cái chị Tư chỉ làm cái chuyến xe, chỉ dẫn hai anh em mình xuống ăn cái mùa cá linh, ăn cái bông điên điển, cái thưởng thức hết cái món của miền Tây ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị Tư Cẩm Ly rất là nhiều, xin cảm ơn.
Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em giết muốn giữa trời đơn côi. Còn anh chơi với ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi. Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi.